nha bà con, đậu phộng bà con biết hết rồi đúng không? Nhưng mà bà con à, có thể bà con cũng quên đi và chưa biết đậu phộng là người nào nên ăn, và có những người không được ăn quá 53 hạt đậu phộng nha bà con. Bà con ơi, đậu phộng nó rất tốt bởi vì nó có protein, chất béo, nó làm cho cơ thể chúng ta nên bị khó tiêu, viêm loét dạ dày, viêm ruột mãn tính. Những người không nên ăn là vì nó làm cho bệnh nặng thêm. Đậu phộng là lạc á nha bà con, đó là lạc á. Chỗ đó là bệnh nặng thêm, đậu phộng là lạc đó bà con ơi. Có cơ địa dị ứng là không nên ăn. Bệnh gút không nên ăn, bệnh tăng cân không nên ăn, rối loạn mỡ máu không nên ăn, tim mạch không nên ăn. Lạc là đậu phộng á, bị mốc không được ăn. Nó coi đó là như vậy nha bà con. Mỗi ngày chúng ta ăn chỉ 53 hạt thôi. Một trái có thể nó có 2 hạt, 1 hạt, 3 hạt, mà cũng có trái 4 hạt là thỉnh thoảng nó cũng có gì đó. Nhưng mà chúng ta cứ đếm hạt mà ăn nha bà con. Như vậy thì nó lên chút xuống chút cũng sao. Nhưng mà đó số chuẩn bà con nên ráng cố gắng. Những người không ăn được là những người có cơ địa dị ứng. Bệnh gút, cơ địa dị ứng không nên ăn, bệnh gút không ăn. Tăng cân không ăn, rối loạn mỡ máu không ăn, tim mạch không ăn. Còn bao nhiêu ăn được hết, bà con cố gắng ăn vui vẻ, mạnh khỏe cho mình. Cho mình chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.